Vâng, thưa các bạn, hôm nay chúng tôi đi câu nhưng mà bị bén trời mưa. Chúng tôi đang đi một qua một con đường rừng. Phía trước là anh Vũ Tài, anh Vũ Dương, Hoàng Yên, bác anh Hoàng Đông đâu? Chưa thấy gì cả. Vâng, anh đã xuất hiện mờ mờ gì đấy. Vâng, anh đã xuất hiện. Đây là anh Hoàng Đông. Còn tôi là Hoàng Tịnh quay phim. Đây, anh lấy một cái lá gì đó. Không ăn được đâu. Chết đấy. Say đấy. Trời đang mưa.